Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta đang thử máy Đất quảng nôm chưa mưa đã thấm rượu hồng đồ chưa nhấm đỏ sai Tiếng Quảng Nam thực sự là một cái tiếng rất là đặc biệt Trong những phương ngữ của Việt Nam Việt Nam mà tiếng nói chuẩn nhất thì là tiếng của Hà Nội Hà Nội chuẩn nhất sài gòn cũng chuẩn chuẩn nhưng mà sài gòn thì cũng có một số tiếng địa phương và phương ngữ miền nam à, tiếng huế cũng đặc biệt rồi à, tiếng quảng nôm thì quá đặc biệt tiếng quảng nôm thì có thể nói là nếu mà nói đặc giọng địa phương quảng nôm là nhiều lúc là người ở xứ khác nghe không hiểu ở thanh hóa mà trên vùng cao á, cũng có nhiều người nói tiếng việt là rất là nặng giọng à, tiếng việt mà lai với tiếng mường á, là coi như là người xứ khác nghe cũng không hiểu ở dưới miền tây của việt nam thì tiếng miền tây nghe cũng dễ thương nghe thì dù có nhiều cái phương, từ ngữ địa phương nhưng mà nghe thì cũng vẫn hiểu tiếng quảng nam thì một lần nữa nhắc lại là người ta nói là do tiếng việt kết hợp với tiếng của người champa cho nên nó mới ra cái giọng quảng nôm như vậy cao thì nói cô mà gạo thì nói gỗ đi làm thì nói đi lồm đất quẩn nôm chưa mưa đã thám mi đi mô rứa tức là mày đi đâu đó mi đi mô rứa rứa hỉ en en chi ăn nhiều rứa mi chúng ta đã thử máy xong không cà rờn nữa không ba lên nữa năm bốn ba hai một xin chào những người đang nghe và những người sẽ nghe những người thầm lặng và vô hình trên thế giới mạng này chúc mọi người luôn luôn vui khỏe chúc mọi người luôn luôn yêu đời luôn luôn sống có ích mỗi ngày là một niềm vui chúc mọi người đừng có tham lam tiền bạc quá <laughs> <laughs> tham lam tiền bạc quá thì bây giờ có rộ lên một cái tin nói rằng là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ bước xuống được nói là từ nhiệm không làm chủ tịch nước nữa à, trong những ngày tháng sắp tới có lẽ là sau Tết à, chủ tịch nước chúc Tết xong rồi một thời gian thì sẽ bước xuống như thế thì có thể hiểu là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bước xuống giữa nhiệm kỳ à, từ ngữ mà nói nghe cho cho nó dễ nghe thì tức là từ nhiệm à, một cái sự phán đoán rất là mà mạnh mẽ như thế một cái sự phán đoán rất là mặn dạn như thế chủ tịch nước nguyễn xuân phúc à, cái lỗi thì có thể nói rằng là để cho à, vợ con làm kinh doanh mà dường như là quá đà tiền bạc thì à, dường như là bao nhiêu cho đủ những cái công ty mà được nói rằng là cổ phần này cổ phần kia đó thì dường như là bên phía con cháu gia đình của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là có dính vô hết, có dính vô công ty Việt Á bao nhiêu phần trăm cổ phần gì đó, người ta cũng đang bán tín bán nghi. Rồi cái người mới bị bắt này được nói là chị em bạn gì với cả là vợ của chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. À, Công ty này công ty kia liên quan đến những chuyện y tế này kia thì thực sự là à, 10, 19 điều đảng viên không được làm thì không cần nói nhiều nữa. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì có rất nhiều điều quy định không được làm. Trong đó thì có nói rằng là để cho người thân à, tư lợi, để cho người thân lợi dụng ảnh hưởng. À, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người Quế Sơn, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn như đã nói rồi. Người Quế Sơn, người Quảng Nam rất là thập thà, dễ thương. Người Quế Sơn là huyện miền à, núi, vùng cao của Quảng Nam. Ở dưới mà đồng bằng thì thấy là có Đà Nẵng này, có Hòa Vang này. Hòa Vang cũng có núi đồi. À, xong rồi có Điện Ngọc này. Rồi à, có Hội An, có Điện Bàn, Vĩnh Điện này kia đó. Có Nam Phước. Có Tâm Kỳ, có Chu Lai, có Núi Thành đi mà đi về trên núi thì sẽ thấy có là Quế Sơn, Đỡ Lộc, <laughs> Hiên, Giàng, Hiên là huyện Hiên, Rằng là huyện Rằng. Bây giờ thì nói là uh, Hiên Rằng là gọi là huyện gì ta? À, Nam Giang hả? À? Nam Giang với Tây Giang phải không ta? Rồi có huyện Tiên Phước, à, Hiệp Đức, thì uh, những người mà phía trên uh, miền núi miền miền đồi thì thực sự rất là thật thà cho nên nói chuyện mà chủ tịch nước nguyễn xuân phúc có tham lam hay không thì <laughs> không biết có lẽ là không nhưng mà nghe nói rằng là vợ con thì uh, làm ăn thì quá nhiều chuyện là bị mang tiếng cho nên là chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mà bước xuống á, thì chuyện đó là dễ hiểu à, những ngày vừa qua uh, thì có vẻ giống như là chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mà thì uh, được nói rằng là dường như là ấm ức không có đồng ý bước xuống. Nhưng mà với những gì đang xảy ra đó thì người quen, người thân con cháu bị bắt như thế thì hẳn nhiên là ảnh hưởng uy tín rồi. Nếu thực sự mà cái vị thế mà vững vàng á thì luật pháp có lẽ là chưa đụng tới những người con người cháu vi phạm pháp luật. Nhưng mà một khi mà luật pháp đã đụng á, công an mà đã bắt á thì tức là cái vị thế không còn vững nữa thì mới là bị ảnh hưởng và sau một thời gian à, thời gian vừa qua mấy tuần đó thì có cảm giác là à, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc à, dường như là không có cảm thấy là thỏa đáng nếu mà bước xuống còn bây giờ thì đã thông suốt tư tưởng rồi và dường như là chấp nhận bước xuống à, không có có một cái sự gì gọi là phản ứng gì nữa điều đấy là dễ hiểu thôi tại vì à, nói cho đúng ra đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mà ngồi vô cái chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cái chỗ ngồi đấy là một cái chỗ ngồi tạm thôi Chứ còn vị trí mà cái ghế chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì không phải là để cho ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi đâu Mà đúng ra thì cái ghế đấy thì trước đây được nói rằng là ông Phạm Bình Minh Nếu ông Phạm Bình Minh sai phạm thì sẽ là một nhân vật khác À, ông tổng bí thư thì đúng là là ông Trần Quốc Vượng như đã nói, ông chủ tịch uh, uh, quốc hội thì uh, nói là ông Vương Đình Huệ nhưng mà uh, trước đấy thì cũng có dự kiến là bà Trương Thị Mai, còn uh, thủ tướng uh, thì ông Vương Đình Huệ bước lên thay ông uh, Nguyễn Xuân Phúc, còn ông uh, Phạm Minh Chính uh, thì vẫn làm trưởng ban tổ chức trung ương nhưng mà bởi vì là có một cái sự sắp xếp uh, uh, những cái vị trí đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Uh, là cuối cùng là à, muốn làm tổng bí thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng và sau đó thì không được thì mới mà là ngồi vào cái ghế chủ tịch nước thì rõ ràng là cái ghế chủ tịch nước đó là một cái ghế ngồi tạm và đúng ra là cựu thủ tướng Nguyễn Xuân, Nguyễn Xuân Phúc đúng ra là khi mà đã nghỉ không làm thủ tướng nữa thì nghỉ luôn coi như là nghỉ hưu á nhưng mà cuối cùng vẫn làm thêm là nửa nhiệm kỳ của À, chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam như thế là cũng được hiểu rằng là chạm dần quyền lực. Cuộc đời con người mà đứng ở vị trí nguyên thủ quốc gia thì trong muôn muôn triệu người mới có một người. Chúng ta thấy dân số Việt Nam là 100 triệu. Và đến bây giờ Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thì nói là có 10 người và ông Nguyễn Xuân Phúc đang là người thứ 10. Thì thực sự là chuyện xưa nay hiếm này. Không thể nào mà dễ dàng gì mà có thể ngồi ở cái vị trí nguyên thủ quốc gia mà một người như uh, ông Nguyễn Xuân Phúc mà làm tới thủ tướng mà, mà lại ngồi thêm ghế chủ tịch nước nữa thì coi như là quá. Phải nói là quá quá một cái sự mà uh, kỳ vọng. Mặc dù đó là ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng là con cháu của những nhà cách mạng và đồng thời được quy hoạch để trở thành là cán bộ cấp cao, cán bộ nguồn của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Nhưng mà lên tới thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như đã nói, tể tướng của một quốc gia không phải chuyện đùa thì như thế là coi như là đã mãn nguyện rồi đó còn bây giờ mà làm chủ tịch nước nửa nhiệm kỳ thì thôi à, xong bây giờ thì có thể thấy là chủ tịch nước nguyễn xuân phúc là thông suốt tư tưởng và chấp nhận bước xuống cái người bước lên thì được nói rằng là ông tô lâm có thể bước lên nhưng mà đối với kênh thông tấn sắp vỉa hè chia sẻ di chú đó thì vẫn thích ông võ văn thưởng bước lên ông võ văn thưởng là thường trực ban bí thư mà nếu mà bước lên như thế thì cái người mà À, làm thường trực ban bí thư thì có thể là ông phan đình trạc rồi người phó của ông phan đình trạc thì lên làm trưởng ban nội chính thì như thế thì nó phù hợp hơn chứ còn đại tướng tô lâm là một tướng công an đại tướng tô lâm là một tướng công an mà bây giờ thủ tướng của nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam cũng là một tướng công an trung tướng phạm minh chính trung tướng phạm minh chính thì mà đã làm những cái công việc của bên dân sự đó nhưng mà nói về cấp bậc của bên lực lượng vũ trang thì vẫn là trung tướng của công an nhân dân việt nam ông tô lâm thì bộ trưởng bộ công an và cấp bậc thì nói rằng là đại tướng bộ công an chức vụ thì là bộ trưởng bộ công an thì chúng ta thấy thủ tướng là một tướng công an mà chủ tịch nước cũng là một tướng công an nữa thì nó rất là dở nó không có hay bởi vì thời này là thời hòa bình không có cần thiết là những người đứng đầu quốc gia là phải là những người tướng tướng quân đội hay tướng công an thì nó cũng không nên thời chiến thì có thể như thế còn thời này thời bình thì À, bên phía dân sự thì cũng rất nhiều người phù hợp và giỏi giang để mà có thể nắm cái trọng trách của quốc gia cho nên là cái giải pháp nói rằng là à, đại tướng bộ trưởng bộ công an tô lâm mà lên làm chủ tịch nước á, thì dường như nó không có hợp lý và chính phủ việt nam là cũng muốn trắng cái tiếng nữa là không có muốn quốc tế nói rằng là nước việt nam là một chính quyền mà công an trị công an trị là được hiểu rằng là sử dụng vũ lực sử dụng quyền lực của bên công an á và bên quân đội chẳng hạn đấy À, thì à, nắm giữ chính quyền ví dụ như quân đội mà nắm quyền người ta gọi là quân phiệt còn bên phía công an nắm quyền thì người ta dùng cái chữ là công an trị thì như đã nói là thời này thời bình cho nên là nước Việt Nam thì có lẽ không cần thiết phải có hai tiếng công an là là hai trong tứ trụ triều đình tứ trụ triều đình thì nhiều người vẫn hay nghe quen tai rồi thủ tướng chủ tịch quốc hội chủ tịch nước và tổng bí thư thì bây giờ mà nói là ông võ văn thưởng mà làm chủ tịch nước thì nó rất là phù hợp cũng là một cái điểm sáng thế giới đắm giá rằng là tuổi trẻ tài cao người sinh năm 1970 mà bây giờ là trở thành chủ tịch chủ tịch nước nguyên thủ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ông võ văn thưởng thì đã làm tới mấy nhiệm kỳ ủy viên bộ chính trị rồi và yêu cầu về tứ trụ thì phải là làm trọn vẹn một nhiệm kỳ của ủy viên bộ chính trị thì mới cáng đáng được cái vị trí chủ tịch nước còn câu chuyện mà nói là những vị tướng mà đứng ra nắm giữ những trọng trách của quốc gia đó thì thực sự trong quá khứ là cũng có một thời là Đảng Cộng sản Việt Nam là cũng lăn tăn cái chuyện đấy chúng ta nhớ cái hồi mà ông Lê Khả Phiêu à, thiếu tướng Lê Khả Phiêu làm thường trực ban bí thư xong rồi đó là được ông Đỗ Mười ông Lê Đức ăn là coi như là lựa chọn để lên làm tổng bí thư thay ông Đỗ Mười thì ông Lê Khả Phiêu là một viên tướng và cái thời đấy Thì ông Lê Đức An mặc dù là cùng với ông Đỗ Mười á Là đồng ý là để cho ông Lê Khả Phiêu lên làm Tổng Bí Thư Nhưng mà Cũng có một sự là tính toán riêng của ông Lê Đức An á Thì giả dụ như mà ông Lê Khả Phiêu á Mà không được lựa chọn á Thì sẽ có ông là Đại tướng Đoàn Khuê Lên làm Chủ tịch nước Ông Đại tướng Đoàn Khuê hồi đấy á, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thì cái hồi đấy á, cái suy tính của ông Lê Đức Anh là nhiều người họ cũng không có chịu họ phản đối trong trường hợp mà ông Lê Khả Phiêu mà không được lựa chọn á, bởi vì á, là ông Lê Đức Anh á, thì trước đây là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xong rồi á, là lên làm chủ tịch nước là như thế là Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng làm chủ tịch nước mà nếu như mà ông Lê Khả Phiêu mà không làm tổng bí thư mà đưa ông Đoàn Khuê là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lên làm chủ tịch nước á, thì coi như là Việt Nam sẽ có hai ông tướng, hai ông đại tướng nắm nắm cái chức vụ mà cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và quốc gia Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho nên cái giải pháp mà nói rằng là ông Lê Đức Anh cũng tính toán cho ông Đoàn Khuê lên làm bộ chủ tịch à, nước là nó không khả thi và cái hồi đấy thì ông Đoàn Khuê là ông bị ung thư gan cho nên là cuối cùng là cũng không có tiếp tục làm việc được mà cuối cùng là ông cũng mất Ông mất như thế thì ông làm tới chức cao nhất là bộ trưởng bộ quốc phòng thôi Và đối với những nước mà Của những người cộng sản mà thời hòa bình đó, Thì nói chung người ta cũng tránh cái chuyện Là để cho những vị tướng mà nắm quyền bên dân sự Thời chiến thì không nói Nhưng mà thời bình đó thì Một người là đủ rồi Giả dụ như chúng ta thấy là à, Ông Lê Đức Anh à, Là bộ trưởng bộ quốc phòng Xong rồi bước lên làm chủ tịch nước Thì như thế là một người Còn khi mà ông Lê Khả Phiêu lên đó, Thì ông Lê Đức Anh là bước xuống thì như thế nó hợp lý còn bây giờ mà nói là thủ tướng chính phủ là ông phạm minh chính là vẫn là trung tướng công an mặc dù là ông phạm minh chính trước đây thì làm bên công an xong rồi lại là không làm công an nữa mà đi làm bí thư của quảng ninh rồi làm trưởng ban tổ chức trung ương rồi bây giờ là thủ tướng nhưng mà gốc gác của ông phạm minh chính vẫn là một tướng công an trung tướng cho nên là nếu bây giờ mà đưa ông tô lâm lên làm chủ tịch nước nữa giống như ông trần đại quang á thì coi như là chính quyền việt nam sẽ có hai vị tướng <laughs> chém trẻ ngồi lên cái vị trí nguyên thủ chủ tịch nước là nguyên thủ mà thủ tướng thì cũng là cũng tương đương với cả nguyên thủ rồi việt nam thì nói về nguyên thủ á, thì có thể nói là có tới bốn bốn người tứ trụ triều đình á thì hai cũng có thể là nguyên thủ hết thì chúng ta thấy là câu chuyện trước đây ông Trần Đại Quang làm chủ tịch nước Thì trước đây cũng bộ trưởng bộ công an Sau rồi làm chủ tịch nước Sau nó bị bệnh thì mất đó Thì cái lúc đấy là ông Trần Đại Quang Thì là một cái người tướng duy nhất Ở trên cái vị trí mà tứ chủ triều đình Chứ còn thời bây giờ mà nếu mà đưa ông Tô Lâm lên nữa Thì nó rất là dở cho nên là nói cái chữ mà phản đối tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thì nói ba lơn vậy đó, <laughs> nói trêu nói ba lơn. <laughs> mình là dân, mình là công dân, mà mình thấy một vị tướng lên làm chủ tịch nước thì mình có quyền phản đối thôi phản đối trong ngọc kép hay ngoài ngọc kép thì mình vẫn có phản đối được tại vì quyền công dân thì mình có quyền nói cái chữ phản đối à, chuyện đó thực sự nó không có hay à, nó đem đến một cái sự gọi là à, thời bình mà sao lại kiểu giống như là công an trị à, quốc tế thì người ta cũng hay chú ý đến những cơ quan quyền lực sức mạnh của bên phía việt nam à, quân đội nhân dân việt nam hoặc là bên phía công an nhân dân đó thì người ta nói là công an nhân dân Việt Nam là luôn luôn là còn đảng còn mình trung à, thành với đảng thấy chứ không phải là trung thành với quốc gia với dân tộc với, với đất nước nhưng mà họ nói là họ nên nói thế thôi chứ còn à, bên phía công an nhân dân thì hẳn nhiên thì vẫn làm tốt cái trọng trách lâu nay thì mới giữ gìn được an ninh trật tự của xã hội Việt Nam nhưng mà rõ ràng là cái chuyện mà nói còn đảng còn mình á thì phương Tây họ cũng chú từng chú trọng chú tâm lắm họ soi mói chuyện đó bởi vì khẩu hiệu ở bên phía ngành công an thì thường hay thấy những cái dịp kỷ niệm ngày thành lập công an nhân dân á thì ghi là còn đảng còn mình tức là đảng còn tồn tại thì công an sẽ còn tồn tại <laughs> thì đã ghi như thế là mà thường bị quốc tế chú ý rồi đó mà bây giờ để cho ông phạm minh chính làm thủ tướng và ông đại tướng tô lâm làm chủ tịch nước thì nó cũng khó nghĩ quá Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, ông Tô Lâm sinh năm 1957, tức là hai người trên nhau có một tuổi thôi. Nhưng mà rõ ràng nhìn ông Phạm Minh Chính thì tướng tá thấy vẫn còn khỏe mạnh, ông Tô Lâm thì nhìn thấy hơi đứng. À, cái thời mà ông Phạm Minh Chính lên làm Thứ trưởng Công an, đó, thì ông Tô Lâm là Tổng cục trưởng, Tổng cục an ninh. Thì được hiểu rằng như thế là thấp hơn so với Thứ trưởng. Nhưng mà sau đó mà một tức một tắc thì ông Tô Lâm cũng lên làm Thứ trưởng, tức là ông Phạm Minh Chính với ông Tô Lâm là cùng là Thứ trưởng của Bộ Công an. Và bây giờ thì ông Phạm Minh Chính nên làm Thủ tướng, còn ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì như thế mà nói về ngầm dọc, á, mà nói về cái sự sắp xếp, á, vị, vị trí á, thì Bộ trưởng Bộ Công an là đứng dưới Thủ tướng. Thì được hiểu là Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các, các Bộ trưởng các, các Bộ khác á, thì coi như là trong cái bộ máy của chính quyền, của chính phủ thì Thủ tướng là đứng đầu. Thủ tướng là dưới Thủ tướng là có các Phó Thủ tướng. Ở phía dưới nữa là có các bộ trưởng thứ trưởng thì ông tô lâm là coi như là phía dưới ông phạm minh chính mà nếu bây giờ ông tô lâm á, lên làm chủ tịch nước thì coi như là vị thế là nguyên thủ quốc gia mà đối với quốc tế thì chủ tịch nước thì vẫn cao hơn là thủ tướng còn đối với đảng cộng sản việt nam thì tứ trụ triều đình á, thì tổng bí thư là cao nhất xong rồi chủ tịch nước rồi thủ tướng còn bên quốc hội á, thì làm về luật và tổng bí thư đảng cộng sản việt nam thì có thể nói là người nắm cái, cái vị trí là minh chủ à, quyền lực là cao nhất bởi vì là bí thư quân ủy trung ương tức là bí thư của quân đội nhân dân việt nam thì sức mạnh là nằm trong tay à, dù là chủ tịch nước thì có là chủ tịch của hội đồng quốc phòng và an ninh đó, nhưng mà nếu mà nói theo cái à, sự sắp xếp của đảng cộng sản việt nam đó, thì tổng bí thư bí thư quân ủy trung ương thì vẫn là cao nhất nhưng mà trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì có những lúc á, là Bí thư Quân ủy Trung ương thì không phải là là cái người mà quyền lực cao nhất chúng ta thấy thời ông Lê Duẩn thì ông Lê Duẩn là Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng mà à, suốt cái thời mà kháng chiến chống Mỹ á, thì Bí thư Quân ủy Trung ương là ông võ Nguyên Giáp mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì ông võ Nguyên Giáp có nói rằng là ăn ba Duẩn á thì có có giữ cái chức Bí thư Quân ủy Trung ương không thì ông Lê Duẩn ông có nói rằng là ăn cứ giữ cái chức đó đi, à, không có quan trọng cái chuyện là ai giữ chức này, ai giữ chức kia. Nhưng mà ai cũng hiểu rằng là à, quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam thời ông Lê Duẩn đó, thì ông Lê Duẩn là cao nhất. À, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ông Lê Duẩn là cao nhất. Và năm 1969 à, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Minh mất đó, thì ông Lê Duẩn là coi như là chạm trần quyền lực. Nhưng mà vẫn không giữ cái chức Bí thư Quân ủy Trung ương mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng võ Nguyên Giáp thì giữ. Thì chỉ có thời đấy á thì bí thư quân ủy trung ương không phải là vị trí cao nhất thôi chứ còn sau này á thì tổng bí thư thì cũng chính là bí thư quân ủy trung ương luôn và nắm cái quyền lực là cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là của Đảng cộng sản Việt Nam thì một lần nữa thì chúng ta có thể thấy là những ngày sắp tới có lẽ là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ từ nhiệm sẽ bước xuống và cái sự từ nhiệm như thế là là đúng và hợp lý đối với một nguyên thủ quốc gia đối với một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thì À, dường như chưa có cái tiền lệ là có một cái sự kỷ luật gì đấy ồn ào náo nhiệt á, ảnh hưởng à, giống như là à, thể diện của quốc gia mà chỉ là một cái sự từ nhiệm thôi từ nhiệm thôi chức bước xuống không làm tiếp nữa người khác lên thay và cái người thay thì vẫn vẫn cảm thấy là ông võ văn thưởng làm chủ tịch nước á thì nó hợp lý hơn là ông tô lâm rồi cũng có thể có một giải pháp nữa là nếu mà khó lựa chọn mà cái người chủ tịch nước thì có khi là ông võ văn thưởng thì vẫn làm thường trực ban bí thư và chủ tịch nước thì có khi là tạm thời thì để một cái người phó hình như là bà nguyễn thị ánh xuân là trước đây ở dưới an giang lên á thì sẽ là quyền chủ tịch nước quyền chủ tịch nước một thời gian là tính sau còn cái chuyện mà tổng bí thư nguyễn phú trọng mà nói là kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước thì chắc là không bởi vì đã một lần trước đây khi À, đại tướng trần đại quang mất á thì tổng bí thư nguyễn phú trọng đã kiêm nhiệm chức tù chủ tịch nước của ông trần đại quang rồi và bây giờ nếu mà lặp lại một lần nữa thì nó sẽ bị mang tiếng á, là tham quyền cố vị thì tổng bí thư nguyễn phú trọng không muốn cái điều đấy xảy ra là sẽ lựa chọn một người khác làm chủ tịch nước và trong thời gian chưa có thì để phó chủ tịch nước là giữ quyền chủ tịch nước thì câu chuyện là như thế à, những cái câu chuyện mà người ta nói này nói kia nhiều người nghe tin tức ở trên mạng thì kênh thông tấn xã việt hà chia sẻ với chú thì cũng có một vài sự chia sẻ như thế cũng ba lơn một xíu nói rằng là phản đối ông tô lâm làm chủ tịch nước cái đấy là lời nói đùa còn sắp xếp của đảng cộng sản việt nam thì không biết là sắp xếp cụ thể là như thế nào và người nào bước lên thì chúng ta sẽ biết người đó chứ còn tất cả bây giờ thì cũng là suy đoán xin cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại.